Vietinbank, khách hàng doanh nghiệp, vị thế dẫn đầu. Tổ chức toàn cầu The Asian Banker vừa trao tặng Vietinbank 4 giải thưởng uy tín cho các lĩnh vực khác nhau. Ở cấp độ khu vực, The Asian Banker trao tặng giải thưởng ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho nền tảng ngân hàng số Vietinbank eFast. Hiện nay, hệ thống Vietinbank eFast có tốc độ xử lý dẫn đầu thị trường với chỉ 0,01 giây trên mỗi giao dịch, có thể đáp ứng tới 30.000 giao dịch trên một file đối với giao dịch chi lương tự động 24/7. Ở cấp độ quốc gia, The Asian Banker vinh danh Vietinbank với 3 giải thưởng. Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam, The Asian Banker nhận định phân khúc SME đang đóng góp 27% vào tổng doanh thu chung của ngân hàng, đưa Vietinbank trở thành một trong các ngân hàng thương mại hướng đến phân khúc SME nhất Việt Nam. Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2021, doanh số tài trợ thương mại của Vietinbank tăng trưởng 44%, cao gấp đôi tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc năm 2021. Ngân hàng mở Openbank tốt nhất Việt Nam. Vietinbank có những con số đáng tự hào khi mô hình ngân hàng mở tăng số lượng khách hàng và lượng giao dịch hàng năm lên lần lượt là 15% và 30%, giúp doanh nghiệp giảm 50% chi phí và tiết kiệm thời gian triển khai đến 70%. 4 giải thưởng nói trên là sự nỗ lực của Vietinbank nói chung, khối khách hàng doanh nghiệp nói riêng trong việc không ngừng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với 4 giải thưởng uy tín này, Vietinbank đã chứng minh vị thế, năng lực và chất lượng sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu thị trường phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.